Thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân phản ánh về hiện tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí, thậm chí giả mạo nhà báo để sách nhiễu doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhằm trục lợi, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ những người làm báo chân chính. Để chủ động, ngăn chặn và có biện pháp xử lý hành vi vi phạm trên, Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ ngày 1 tháng 9 năm 2018. Mọi phản ánh xin liên hệ số điện thoại 0865-282-828 hoặc gửi về địa chỉ email đường dây nóng báo chí a@mic.gov.vn.